Có bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi là tại vì sao mà khi các bạn đã đầu tư về thời gian, về tiền bạc, về công sức, trí tuệ hàng năm trời, thậm chí nhiều năm đi theo một cái cái dự án đi theo một cái công việc mà các bạn đam mê đầu tư trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện cùng với anh em cùng với tập thể mà cuối cùng là cái các bạn thu lại được còn không là nó, nó 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 khiến các bạn rất là thất vọng về vấn đề về tài chính, kinh tế, nó không đạt được những cái điều như các bạn sở nguyện. Đó là bởi vì do chúng ta chưa có đầy đủ các kiến thức về phong thủy để chúng ta hiểu được rằng là trong mặt bằng sống của chúng ta có những khu vực cần được chân quý như là con người ở trong mắt. Bởi vì sao? Vì cái khu vực đó nó là huyệt tài khí, nó là huyệt tài lộc của toàn bộ mặt bằng Nhưng nó lại không bao giờ cố định Nó sẽ thiên biến vạn hóa dựa theo từng các hướng nhà khác nhau Để mà định vị ra được những cái vùng tài vị như vậy Tiếp đó, mỗi cá nhân của chúng ta lại đều có một khu vực tài khí, tài vị riêng đối với từng tuổi cá nhân dựa trên phương pháp tính toán thiên can. Chính vì vậy, Song Hà sẽ chia sẻ chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể để các bạn định vị được các cái phương vị tài lộc quan trọng đó trong mặt bằng sống của chúng ta để từ đó chúng ta đem lại những cái lợi ích về kinh tế, về tài chính, về tiền bạc cho bản thân chúng ta cũng như cho cả một tập thể, cơ quan, đoàn thể giúp cho kinh tế của chúng ta được vững mạnh và đi lên. Song Hà rất vui mừng được gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục Phong thủy cho cuộc sống trên kênh Phong thủy Song Hà. Và hôm nay Song Hà sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn tỉ mỉ và chi tiết về cái vấn đề trong cái việc xây dựng nhà cửa cũng như là bài trí bố trí sắp xếp nhà cửa, cái không gian sống của chúng ta hay là không gian văn phòng, không gian của cửa hàng của các cơ sở kinh doanh vân vân của mọi mặt bằng sống của chúng ta. Chúng ta tìm ra được cái phương vị tài lộc cũng như là các cái khu vực huyệt tài để chúng ta kích hoạt các phương vị đó nhằm tạo ra được cái sự may mắn về vấn đề tài chính, tiền bạc về vấn đề tài lộc đối với công việc của chúng ta, đối với gia đình của chúng ta, đối với cơ quan đoàn thể của chúng ta. Trong phong thủy thì có một điều rất là quan trọng đó là sơn thì quản nhân đinh, thủy thì chủ tài lộc chính vì vậy cho nên khi đã tìm ra được huyệt tài thì hầu như là chúng ta nên sử dụng các biểu tượng của nước để tăng cường tài khí tuy nhiên có một số các phương vị dù biết đó là phương vị tài lộc chúng ta cũng không thể sử dụng được các biểu tượng của nước hay là các hình ảnh của nước hay là các cái phong thủy luân bể cá tiểu cảnh nước để kích hoạt các phương vị tài lộc bởi vì chúng ta phải hiểu bản chất của vấn đề bản chất của cái phương vị mà chúng ta cần kích hoạt đó nó thuộc ngũ hành gì để mà chúng ta sử dụng hoạt hóa sao cho phù hợp nhất chúng ta cần phải chú ý rằng đối với cái phương vị tài lộc để kích hoạt tài lộc thì nó có hai mảng lớn mảng thứ nhất đó là cái huyệt tài khu vực tài lộc chung của toàn bộ mặt bằng nó sẽ dựa theo việc mà mặt bằng của chúng ta là hướng gì ngôi nhà của chúng ta hướng gì cửa hàng của chúng ta hướng gì văn phòng làm việc của chúng ta hướng gì cơ quan của chúng ta hướng gì chứ không dựa theo bất kỳ một tuổi nào nó sẽ ảnh hưởng chung toàn bộ về vấn đề tài chính vấn đề về tiền bạc của cả một tập thể của cả một gia đình nó sẽ ứng nghiệm với tất cả mọi thành viên trong gia đình đó chính là cái tổng quan cái lớn còn khi đi vào chi tiết thì nó sẽ có các cái khu vực riêng đối với từng tuổi dựa trên phương pháp tính toán về thiên can sẽ có những cái huyệt tài lộc riêng đối với từng cá nhân. Thì chúng ta cần phải chú ý là chúng ta sẽ xem trọng tính tổng quan và xem nhẹ tính chi tiết, tức là chúng ta sẽ cần phải chú trọng đảm bảo các yếu tố về uh, tìm ra cái phương vị tài lộc của cái toàn bộ mặt bằng trước sau đó chúng ta mới xét đến cái phương vị tài lộc đối với tuổi cá nhân và khi xét đoán đến vấn đề tài lộc của tuổi cá nhân thì chúng ta cũng cần phải hiểu là chúng ta chỉ tính toán dành cho những cái người mang tính chất là người cốt yếu những người quan trọng những người mà họ chi phối vấn đề về kinh tế tài chính trong gia đình chi phối về vấn đề kinh tế tài chính trong cả một tập thể chi phối về vấn đề tài chính kinh tế trong một cửa hàng một doanh nghiệp một văn phòng. chứ bây giờ chúng ta hiểu đơn cử chỉ một câu chuyện như thế này. nếu bây giờ mà cửa hàng của chúng ta thì có một hệ thống nhân nhiều nhân viên, có nhiều nhân sự, thì hiển nhiên chúng ta sẽ phải tìm cái vị trí uh, tài lộc tài vị của chủ cửa hàng, chứ không thể đi tìm uh, tài vị tài lộc của uh, tuổi uh, dựa trên tuổi của các nhân viên trong mặt bằng thứ nhất là dối gen không thể tính toán được vì nó mỗi tuổi lại có một vị trí riêng. thứ hai nữa là À, chúng ta phải hiểu là luôn luôn chúng ta sẽ chú trọng vào người lái tàu, người thuyền trưởng, người mà sẽ ảnh hưởng đến cái vận khí của tất cả mọi người chứ không phải là chúng ta à, xét đoán trên những cái yếu tố cá nhân mà mang tính chất là yếu tính yếu tố phụ thì đó cũng là điều mà tất cả các bạn cần phải chú ý và trước khi hướng dẫn tất cả các quý vị các bạn về cái việc tìm ra được huyệt tài lộc Uh, khu vực tài lộc vị trí tài vị của mặt bằng cũng như theo các tuổi cá nhân thì chúng ta cần phải hiểu được đầu tiên cái nguyên tắc để mà uh, giữ gìn được cái khu vực huyệt tài lộc huyệt tài vị phương vị tài khí thì yêu cầu thứ nhất là khu vực tài khí phương vị tài khí phải luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ thoáng đãng tránh ẩm mốc tránh bị ao tù nước động có những cái mùi uế khí khó chịu. Việc thứ hai, khu vực tài khí sẽ không bao giờ được để khu vệ sinh, không bao giờ được đặt à, chậu rửa bát, không bao giờ được đặt các lỗ thoát nước, không bao giờ được đặt à, các hệ thống à, như là à, hệ thống của các cái hộp kỹ thuật khi mà chúng ta à, tiến tiến hành mà phân bổ. À, bố cục cũng như là thiết kế xây dựng nhà ở là đừng bao giờ chúng ta để đi đi đặt những cái vị trí tài khí tài vị của cả một cái mặt bằng mà chúng ta để hộp kỹ thuật vào thì điều này nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tài khí của toàn bộ mặt bằng của cả một gia đình của cả một đoàn thể đấy thì đấy là một điều mà chúng ta cũng rất là cần phải chú ý tiếp đến là ở khu vực tài vị khu vực tài khí thì không đè nặng không đặt những tiểu cảnh núi non trùng điệp đè nặng làm không phát huy được cái 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 năng lượng tích cực của cái cái vùng tài khí vùng tài vị tiếp đó ở khu vực tài khí tài vị không được để những thứ rác không để thùng rác sọt rác không để những thứ bẩn rồi thì cũng phải rất cần chú ý về những cái biểu tượng những hình ảnh ở cái khu vực tài vị tài khí phương vị tài lộc ấy là chúng ta không bao giờ để những bức ảnh những mang yếu tố mang hình ảnh tiêu cực ví dụ như là hình ảnh của một người phụ nữ quá bụa xóa tóc hay là hình ảnh của đầu lâu xương sọ những bức tranh mang tính chất trừu tượng những hình có một con mắt rồi thì hình ảnh hoa cỏ éo, héo dũ, úa rũ tàn hình ảnh của cây cối mùa đông rất nhiều những hình ảnh mang tính chất tiêu cực mà có thể về vấn đề về thẩm mỹ về vấn đề về nghệ thuật là lột tả được cảm xúc lột tả được nội dung tâm hồn nhưng với phong thủy thì đó là những hình ảnh mang yếu tố xấu mang yếu tố tiêu cực chúng ta sẽ không sử dụng tại khu vực tài khí khu vực tài vị những hình tượng mang hình ảnh của kim tự tháp mang hình ảnh của hình tam giác không bao giờ được để vào khu vực tài vị tài khí khu vực huyệt khí tài lộc đấy là một cái điều mà có thể nhiều khi chúng ta cũng sơ xuất và cũng không thể để ý đến được à, ngoài ra thì à, các bạn cũng phải rất cần chú ý đó là ở các cái khu vực à, à, tài vị tài khí đấy chúng ta nên để cái gì chúng ta nên đặt nào là những sâu tiền, đấy, những cái biểu trưng mang tính chất về tài lộc như là sâu tiền, những à, cái bình tụ bảo ở trong cái bình đó, những cái à, hũ đó có thể là chứa à, tiền xu, có thể là chứa những cái đĩnh vàng, đĩnh bạc bằng chất liệu đá quý hoặc là bằng các chứa nhiều các loại đá quý khác nhau, ví dụ như đá ngũ sắc. À, rồi à, ruby thô à, rất nhiều các loại đá quý mà các bạn có thể lựa chọn để đặt vào cái khu vực tài vị tài khí rồi thì có thể là tiền hoa mai rồi có thể là các bạn là đặt tỳ hưu à, đặt à, à, cóc ba chân chất liệu đồng với chất liệu đá nó sẽ tùy khu vực rồi thì à, các bạn có thể là à, thiết kế nhà từ đầu có thể làm luôn một khu vực giếng trời đó chính là trở thành là thiên lộc thiên tài đối với nhà ở của chúng ta chứ chưa chắc đã cần phải đặt một cái vật khí phong thủy gì rồi thì uh, chúng ta để cách sắt rồi uh, chúng ta có điều kiện nếu mà nó là một cái nơi mà nó kín đáo ấy, chúng ta có thể kết hợp để cách sắt rồi để những hình tượng của các vị thần biểu trưng về tài lộc ví dụ như là tượng của thần tài như là tượng ông thần phát gọi là thiên thần tài rồi thì tượng của uh, hỷ phật di à, uh, đấy các cái tượng này khi ở trong nhà chúng ta cố gắng chú ý là chúng ta sẽ để tượng dáng tượng ngồi nhìn chung là khu vực tài vị thì không nên để dáng tượng đứng thì nó sẽ khá là vất vả điều này chúng ta cũng cần phải chú ý chúng ta à, có thể đặt à, được những cái tiểu cảnh nước hay là những à, phong thủy luân mini dòng nước luân chuyển hoặc hình những bức tranh thác nước đổ vào một hồ tụ thủy phía sau các bức tranh chúng ta lại treo những sâu tiền kín đáo ở phía đằng trong bức tranh khi mà nhìn bên ngoài chúng ta không thấy nhưng mà kín đáo đấy là những bức tranh mà có 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 những cái sâu tiền ý hình tượng là thác tiền đổ xuống một cái hồ đấy nó phải tụ lại đó chính là bức tranh tụ thủy tụ tài mà rất là phổ thông và phổ biến tại đài loan và hồng kông singapore thì chúng ta có thể học tập và chúng ta sử dụng tuy nhiên là để đặt thứ gì nó phụ thuộc vào các cái phương vị đó là nên phù hợp đặt các thứ gì thì xong Hà sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn. Ở trong các môi trường văn phòng thì nó sẽ có một cái tình huống và có cái hiện tượng đó là chúng ta bắt buộc phải sẽ phải có máy in, máy in photo cỡ lớn, rồi máy hủy tài liệu, rồi à, một số các loại máy móc đặc trùng khác hay rồi thì là có thể là cái ổn áp ly oa vân vân tất cả những thứ đó tuyệt đối không để ở khu vực tài vị khu vực tài khí trong mặt bằng và tất nhiên là cũng không phù hợp để vào những cái khu vực tài lộc tài khí của cá nhân những người đứng đầu, những người quan trọng điều hành, lãnh đạo cả một tập thể. Thì đây là một điều mà các bạn cần phải tinh tế và chú ý. Tất cả sự tính toán của vấn đề tài vị, tài khí và tài lộc này đều dựa theo vòng thiên bàn chứ không phải dựa theo vòng địa bàn đây là một điều mà các bạn cần phải chú ý cho nên sông Hà sẽ khi chia sẻ sẽ chia sẻ rất chi tiết kỹ về số độ để các bạn định vị sao cho phù hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với vấn đề định vị khu vực, phương vị, tài khí, tài lộc đối với mặt bằng sống đối với mặt bằng nhà dựa trên hướng nhà ở của chúng ta. Được chưa? Các bạn cần phải chú ý là dựa trên hướng nhà ở của chúng ta Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy một điều rất là thú vị Chúng ta có 8 hướng nhà Nhưng lại chỉ có đúng 6 khu vực tài vị Sẽ có hai trường hợp mà sẽ có hai hướng nhà Phải chung, cùng chung một phương vị tài vị Đây là một điều mà các bạn cần phải chú ý Chứ không phải là có 8 hướng nhà thì có 8 phương vị tài vị đâu Có 8 hướng nhà nhưng lại chỉ có 6 phương vị tài vị và song Hà à, chia sẻ chi tiết các bạn à, quan sát và chú ý trên biểu đồ hình vẽ Đầu tiên là những nhà hướng Tây và hướng Tây Bắc Thì có phương vị tài khí nằm ở khu vực phía Bắc Kéo dài từ 345 độ đến 30 độ Nhà hướng Đông thì có phương vị tài khí ở khu vực phía Đông Bắc Kéo dài từ 30 độ đến 75 độ Nhà hướng bắc sẽ có khu vực tài khí, tài vị nằm ở phía đông từ 75 độ đến 120 độ. Nhà hướng tây nam và hướng đông bắc sẽ có khu vực tài vị ở phía nam, hướng nam, kéo dài từ 165 độ đến 210 độ. Nhà hướng đông nam thì có khu vực tài vị nằm tại phía tây nam, kéo dài từ 210 độ đến 255 độ. Nhà hướng nam sẽ có khu vực tài vị nằm ở khu vực phía tây, kéo dài từ 255 độ cho đến 300 độ. Các bạn cần phải chú ý là tất cả các phương vị ở đây là đều tính toán dựa trên vòng thiên bàn khi tính các phương vị tài vị. Còn cái hướng độ nhà các bạn là hướng gì thì vẫn tính toán theo vòng địa bàn, theo các số độ địa bàn mà các bạn nhìn thấy ở trên hình vẽ chứ không phải các bạn phải tránh nhầm lẫn tức là nhà chúng ta hướng gì thì vẫn tính toán như bình thường là chúng ta hướng gì thì chúng ta xác định ra ví dụ 185 độ thì nhà hướng nam thuộc uh, 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 khu vực sơn bính ngọ đinh ấy, nằm nhà hướng nam thuộc về bính ngọ đinh đấy nhưng mà cái phương vị tài vị thì theo vòng thiên bàn thì lại là ở khu vực uh, phía tây thì chúng ta lại cần phải hiểu là lúc này là phải tính toán theo vòng thiên bản đấy chứ còn tính hướng chúng ta vẫn tính theo vòng địa bàn như bình thường tiếp theo Song Hà cũng chia sẻ cho các bạn à, về để tính toán cái việc mà mỗi cá nhân của chúng ta thì dù là tuổi nào đi chăng nữa chúng ta cũng chỉ nằm trong năm bộ thiên can mà thôi đó là chúng ta sẽ luôn luôn nằm trong các bộ thiên can giáp ất bính đinh mậu Kỷ và canh tân chúng ta chỉ nằm trong năm bộ thiên can này thôi bởi vì chúng ta có thập thiên can và 12 địa chi cho nên mới kết hợp lại là từ 10 thiên can 12 địa chi có âm có dương nên mới có 30 hoa giáp dương và 30 hoa giáp âm thì ở đây chúng ta chỉ cần chú ý là chúng ta tuổi tác của chúng ta chỉ nằm trong 10 thiên can thì song hà nó nhanh luôn là những người có năm sinh âm lịch tận cùng là con số 0 là thuộc thiên can canh, những người năm sinh âm lịch tận cùng con số 1 là tân, 2 là nhâm, 3 là quý, 4 là giáp, 5 là ất, 6 là bính, 7 là đinh, 8 là mậu, 9 là kỷ. Từ đó chúng ta hiểu ngay là ví dụ khi xét là người thiên can canh tân có nghĩa là người phải có năm sinh âm lịch tận cùng là số 0 và số 1 âm lịch. Khi nói là người có thiên can giáp ất thì là những người có năm sinh tận cùng âm lịch phải là 4 là 5. Rồi thì khi nói đến Bính Đinh là chúng ta phải hiểu là những người có năm sinh âm lịch tận cùng phải là 6 và 7. Khi nói Mậu Kỷ là chúng ta phải hiểu rằng là những người có năm sinh âm lịch tận cùng là 8 9. Rồi khi nói đến việc mà tính toán theo các phương vị, lần nữa Song Hà nhắc lại là tất cả các phương vị tính về tài vị và huyệt tài, huyệt khí, tài lộc này là đều tính theo vòng thiên bản. Thì các bạn nhìn trên hình vẽ, Song Hà sẽ chia sẻ chi tiết đối với năm bộ thiên can ứng với các tuổi của chúng ta sẽ ứng với các cái phương vị tài khí đi vào các cái phương vị nào thì chúng ta sẽ nhìn trên hình vẽ sẽ thấy như sau những người có thiên can giáp ất thì phương vị tài vị nằm ở khu phía đông bắc kéo dài từ 30 độ đến 75 độ trên vòng thiên bàn. Những người có thiên can bính, đinh thì có phương vị tài vị nằm ở khu vực phía Tây kéo dài từ 255 độ đến 300 độ trên vòng thiên bàn. Những người có thiên can, mậu, kỷ, phương vị tài vị nằm ở khu vực phía Bắc. Trên vòng thiên bàn là từ 345 độ cho đến 30 độ. Những người có tuổi thiên can là canh tân thì phương vị tài vị nằm ở khu phía đông nam kéo dài từ 120 độ đến 165 độ trên vòng thiên bàn. Những người có tuổi thiên can là nhâm quý có phương vị tài vị kéo dài từ 165 độ đến 210 độ thuộc về khu vực phía nam trên vòng thiên bàn. Như vậy là Song Hà đã vừa chia sẻ chi tiết với quý vị và các bạn về cách để chúng ta có thể xác định được phương vị tài vị, phương vị tài lộc đối với mặt bằng và phương vị tài khí tài vị đối với tuổi cá nhân của mỗi chúng ta khớp vào chúng ta sẽ thấy rằng có những phương vị nó vừa là phương vị đối với mặt bằng mà lại còn vừa là phương vị đối với tuổi cá nhân nên những ai mà lại nằm trong những cái hướng nhà đó mà lại may mắn mà lại trùng khít với À, tức là cái tài vị của cá nhân lại trung khít với tài vị của phương vị mặt bằng thì khi giữ gìn và kích hoạt được chuẩn chỉ thì sẽ rất là tuyệt vời bởi vì là người ta hay gọi là một mũi tên trúng hai đích tức là vừa tăng cường tài khí cho tất cả mọi người trong mặt bằng đấy đem lại những cái điều tốt lành về tài lộc cho tất cả mọi người trong mặt bằng đồng thời bản thân mình là người chính người lãnh đạo người quan trọng nhất cũng lại được hưởng lợi đấy đấy là gọi là trường hợp một mũi tên trúng hai đích Ví dụ như trường hợp những người tuổi năm sinh âm lịch tận cùng có số 8 và số 9 là những người thiên can Mậu và thiên can Kỷ. Khi mà các bạn biết được cái phương vị tài vị thuộc về phía Bắc thiên của của cái vòng thiên bản của các bạn thì khi mà các bạn lại ở những cái mặt bằng hoặc là làm việc tại những cái mặt bằng mà cái mặt bằng đó là hướng Tây và hướng Tây Bắc lại cũng có cái khu vực tài vị cũng là ở phương bắc của vòng thiên bàn phía bắc của vòng thiên bàn ba sơn nhâm tý quý thiên bàn ấy thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy được ngay rằng là các bạn kích hoạt đối với gia đình các bạn nếu mà cũng là ở nhà hướng tây hoặc hướng tây bắc thì là các bạn vừa kích hoạt cho cả chính mình và cho cả mọi người đấy nôm na các bạn hiểu đơn giản là như vậy nó sẽ rất nhiều trường hợp nó sẽ trùng khít song hà gọi đấy là những trường hợp rất là may mắn và hữu duyên và bây giờ sông Hà sẽ chia sẻ phương thức để các bạn kích hoạt với từng phương vị khi khu vực phương vị tài lộc của chúng ta là khu vực phía nam của vòng thiên bàn trải qua ba sơn bính ngọ đinh trên vòng thiên bàn các bạn cần phải chú ý phương nam là phương hỏa chính vì vậy cho nên tại khu vực này chúng ta không thể sử dụng như những cái sách vở mà chúng ta vẫn hay đọc ở trên mạng hoặc là đọc ở trong cái tài liệu ấy đã nói đến À, tài khí là phải nói đến thủy thì dụng thủy để kích tài nhưng trường hợp này nếu các bạn dụng thủy để kích tài là các bạn đang triệt 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 phá làm giảm đi cái năng lượng tài khí đối với khu phía nam vì phương nam nó là phương hỏa chính vì thế cho nên tại khu vực này các bạn tuyệt đối không không làm cách thức đó mà khi mặt bằng của nhà các bạn tìm được ra vùng tài khí là khu phía nam các bạn sẽ sử dụng hình ảnh của những bức tranh khai hoa phú quý là hoa mẫu đơn có số lượng bông là 9 bông. 3 bông là lý tưởng nhất. 3 bông và 9 bông là lý tưởng nhất. Và những bông hoa này sẽ có màu sắc chủ đạo là màu sắc hồng, cam, đỏ, tím hồng. Đấy thì sẽ giúp cho các bạn kích hoạt được tài khí tại khu vực này và yêu cầu là tranh này phải là tranh bằng chất liệu sứ, gốm, đá, bằng các chất liệu khác sẽ không có tác dụng nhiều. hoặc nếu không thì là chúng ta sử dụng tranh bằng chất liệu gỗ. yêu cầu là khi sử dụng tranh bằng chất liệu gỗ ấy, thì uh, tranh phải tương đối là có màu sắc tươi sáng và những bức tranh có thể làm nổi bật những bông hoa bằng việc mà chúng ta có thể uh, cho thêm một chút là cái mạ thêm một chút cái vàng hóa học. Nếu mà các bạn có điều kiện để cho vàng thật vào thì càng tuyệt vời. Còn nếu không chúng ta nên mạ một chút vàng hóa học, thêm một chút vàng hóa học vào trong cái cái bức tranh để nổi bật các bông hoa ở một số các đường nét thì nó sẽ có âm có dương hơn là một bức tranh nó chỉ toàn màu gỗ xong là nó tối hoặc là các bạn cho khảm trai ở những cái điểm nhấn ở các bông hoa. Ngoài ra yêu cầu rất là quan trọng là phải có chữ khai hoa phú quý đầy đủ. Chữ này không phải viết chữ uh, quốc ngữ mà đây là phải dùng chữ Hán Nôm, chữ tượng hình. Tiếp theo là đối với khu vực phía uh, khu vực phía tây khi mà các bạn định vị được ra đây là khu vực tài khí chúng ta cần phải hiểu khu vực phía tây là khu vực thuộc kim. Cho nên là tại khu vực này chúng ta sẽ nên ưu tiên để những thứ thuộc kim khí hoặc những thứ thuộc thổ khí Ví dụ như là chúng ta có thể để một sâu tiền 6 đồng Hoặc là chúng ta để một sâu tiền 8 đồng bằng chất liệu đồng Đường kính của đồng tiền nên lớn hơn 5cm 8 đồng, mọi người hay gọi nôm na là sâu bát đế Tức là 8 đồng tiền của 8 đời vua 6 đồng là sâu lục đế là 6 đồng tiền của 6 đời vua Đấy là những cái phương thức kích hoạt rất là phổ thông Ngoài ra ta cũng có thể để thước lục đế Một chiếc thước dài Có 6 đồng tiền Ở trên chiếc thước đó Cũng có khả năng kích hoạt Rồi chúng ta có thể để những đĩnh vàng Đĩnh bạc Bằng chất liệu đồng chất liệu vàng Mạ đồng Tức là đồng mạ vàng đấy Rồi chất liệu bạc Để ở cái khu vực phía Tây Rồi thì chúng ta có những bức tranh bằng đồng tại đây thì sẽ phù hợp là những bức tranh có các cái hình hình ảnh của những như là hình ảnh của văn miếu quốc tử giám hình ảnh của tháp rùa bằng chất liệu đồng nhá đồng đấy thì sẽ rất là phù hợp ở khu vực này rồi thì còn có thể sử dụng hình ảnh của bức tranh nhất phàm phong thuận mà chúng ta hay gọi là thuận bùn xuôi gió nhưng thực ra nó là bức tranh nhất phàm phong thuận thì là hình của những chiếc thuyền ba chiếc thuyền rồi thì năm chiếc thuyền rồi chín chiếc thuyền là cứ đang coi như là đi vào nhà đấy hình tượng những chiếc thuyền và những bức tranh này thì lại riêng với bức tranh của cái nhất phàm phong thuận hay còn gọi nôm na là bức tranh thuận thuận buồm xuôi gió ấy, thì nên phù hợp để bên tay trái cho nên phải trường hợp cái khu vực phía tây đó nằm ở bên tay trái mặt bằng nhà bạn thì bạn mới nên treo bức tranh nhất phàm phong thuận còn không thì đã ở bên tay phải hoặc ở các cái vị trí khác thì tốt nhất là các bạn cứ treo bức tranh là bức tranh à, à, lầu khuê văn các văn miếu quốc tử giám chất liệu đồng hay là tranh à, tháp rùa chất liệu đồng thì sẽ phù hợp hơn nhiều tiếp đó là tại khu vực phía đông thì các bạn nhớ rằng tại khu vực phía đông mà khi đó là vùng tài vị thì lại rất là đơn giản các bạn có thể để những chiếc những cái cây đặc biệt là những cây sống trong nước sẽ được ưu tiên mùa xuân thì các bạn để các cái, cái, cái cây hoa thủy tiên rồi, rồi thì mọi mùa trong năm mà để cây tươi tốt thì các bạn có thể để cây kim tiền rồi những cái loại cây mà nó dễ sống trong nhà như cây trầu bà rồi thì những thảm cây thường xuân bạn đều có thể để ở khu vực phía đông. còn nếu mà sử dụng tranh thì các bạn có thể sử dụng bộ tranh rất phù hợp đối với khu phía đông đó là bức tranh tứ quý tùng cúc trúc mai rất phù hợp ở khu phía đông và lưu ý khi treo tranh tùng cúc trúc mai thì các bạn nên nhớ phải làm sao để bức tranh hoa mai hoa đào vào phía trong nhà bạn còn bức tranh tùng nó phải ở cái phía gần ngoài mặt tiền mặt đường nhà bạn còn bức tranh hoa mai hoa đào phải ở sát phía trong nhà bạn tức là cái chiều đi của nó các bạn nên nhớ là mùa xuân phải đi vào trong nhà Đấy, các bạn hiểu nôm nào như vậy còn khi mà cái vùng tài khí của chúng ta là khu phía đông nam thì một lần nữa lại khá là trùng hợp với khu phía nam đó là bức tranh khai hoa phú quý cũng sẽ được sử dụng ưu tiên ở khu vực này ngoài ra khu phía đông nam còn yêu ái sử dụng các bức tranh À, nhất là trong giai đoạn của vận 9 này, sắp đến uh, gọi là vận chín của của thiên khí và uh, giai đoạn à uh, giao thời giữa vận 8 vận 9 này thì ở khu phía đông nam này cực kỳ phù hợp với một cái bức tranh đó là bức tranh tụ thủy tụ tài là bức tranh thác nước đổ vào một hồ tụ thủy và tranh này phải được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Chất liệu gốm sứ đá không có tác dụng trong trường hợp này, mặc dù có thể là chất liệu rất là quý, nhưng không có tác dụng trong trường hợp này. Mà nó mất đi cái tính năng của nó phải là tranh chất liệu sơn dầu rồi thì um, ở phía dưới các bạn sẽ để một chiếc bình chiếc bình đó như có ý là đang đang giữ cái cái nước đổ xuống từ cái thác đó khi nó tràn qua hồ đấy là coi như là cái cái bình đó là giữ tiếp cái nước đấy trong bình thì chứa nước phía trong sẽ có 8 đồng tiền xếp thành hình tròn và ở đằng sau bức tranh này của bạn cũng phải treo một sâu tiền 8 đồng Đấy các bạn phải hiểu là thượng cũng có 8 đồng, hạng có 8 đồng. Đấy. Hình tượng rất là hay, tức là coi như là một thác tiền đổ xuống và có bình tụ lại luôn, giữ lại luôn khi mà hồ tràn ra. Người ta gọi hay người Đài Loan, người Hồng Kông hay gọi nôm na đấy là hình tượng coi như là tràn đầy, tức là một sự no đủ, một sự đầy đủ vượng khí, vượng tài. Thì chúng ta cần hiểu là các cái kiến thức phong thủy thì người đài loan người hồng kông cũng như là singapore họ đã có sự vận dụng đạt đến mức độ tương đối là hoàn hảo thì chúng ta nên có cái sự học tập à, tiếp theo ở các cái khu vực mà nếu mà tài vị tài khí mà chúng ta định vị ra được là ở khu vực phía tây nam thì các bạn cần lưu ý đây là khu vực của thổ chính vì là khu vực phương thổ cho nên chúng ta chắc chắn sẽ phải tính toán để làm sao mà chúng ta đặt các cái tài vị tài khí này phải là những thứ thuộc thổ kể cả khu phía đông bắc cũng thế tây nam và đông bắc cùng cùng thuộc thổ thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ để ví dụ như là chúng ta sẽ để hình tượng của các tiểu cảnh núi non nhưng mà núi non này phải có cây xanh bám quanh đấy nên gọi là sinh sơn hình tượng núi non mà không có cây xanh bám quanh mà cây núi trơ, núi trọn người ta gọi là tử sơn thì rất là hiệu ứng xấu ngược lại có thể treo những bức tranh hình núi non trùng điệp và những bức tranh này có sắc màu các bạn nên nhớ màu sắc tươi sáng màu xanh à, lá kết hợp với màu vàng nâu chứ không được là những cái bức tranh hình tối tối đen xám thì sẽ không có tác dụng ở trong trường hợp này ngoài ra thì tại khu vực này cũng rất phù hợp để treo những cái bức tranh những hình ảnh của mặt trời những bức tranh mà vẽ hình cả ảnh bình minh những cái cây hoa hướng dương đón chào mặt trời thì đấy cũng là một biểu tượng rất tốt ở khu vực phía tây nam phía đông bắc chúng ta cũng có thể vận dụng và chất liệu những bức tranh này là phải chất liệu gốm xứ, đá đây là cái điều mà các bạn cần phải chú ý khi mà đặt để nó phải tùy vào các phương vị tại khu vực phía bắc thì đây là phương thủy thì đây là nơi mà chúng ta dễ xử lý nhất vì là phương thủy cho nên tại đây chúng ta có thể dễ dàng có thể hoạt hóa bằng các cái tiểu cảnh nước chúng ta có thể sử dụng nước thật luôn bể cá mini rồi thì tiểu cảnh nước mini phong thủy luân và những bức tranh vẽ hình thác nước bức tranh uh, vẽ hình của những đoàn thuyền chạy vào trong nhà của chúng ta và màu sắc ở đây yêu cầu phải là màu xanh lam xanh dương uh, màu sắc tươi tắn rực rỡ màu trắng kết hợp với xanh lam xanh dương chứ không phải là chúng ta bảo phương bắc thì thôi cái thứ gì của ta cũng đen xì không có tác dụng đâu bởi vì nói chung là tài vị tài khí rất hạn chế sử dụng đến những sắc màu tối tăm đây là một điều các bạn cần phải chú ý và đối với cái 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 khu vực phía bắc này chúng ta cũng có thể là kết hợp cả những thứ thuộc thủy đi với những thứ thuộc kim cũng rất là tuyệt vời ví dụ như là uh, chúng ta có những cái phong thủy luân những cái quả cầu chúng thể có thể là những quả cầu bằng đồng thì là, đấy đấy luôn là trong những cái phương thức mà đặt để hoạt hóa rất là tuyệt vời hay là một cái bể cá chúng ta sẽ có một chú cá màu trắng và sáu chú cá màu đen đấy cũng là một cái cách thức chơi bể cá để kích hoạt khu phương bắc rất tuyệt vời khi phương bắc nó là tài khí rồi thì là khi mà chúng ta đặt cái bình kích tài nó là một cái bình chứa nước trong cái bình đó nó sẽ có một đồng tiền bạc ở chính giữa và có sáu đồng tiền xung quanh bằng chất liệu đồng chỉ là bằng đồng thôi còn một đồng bạc ở chính giữa đấy cũng là một thuật kích tài một sáu bộ thủy tiên thiên để kích hoạt tài lộc ở khu phía khu vực phía bắc